Hello mọi người nha. Nãy mình sẽ lên kèo ăn tối rồi mà. Lên kệ. Mình mới khiêng được tí chết kèo. Chết kèo rồi. Đấy, ok ăn tối nè mọi người. Đấy, ok. Chờ slot cho em mình. Đấy, ok. Hello. Đã 5 ngày, 5 6 ngày mình chưa ra clip. Bữa nay mình có kèo đi. Tại hiện tại Kay đang không có trong bang nữa nên ít mọi người ít lắm. Mấy hàng này không phải là K mọi người, thường mọi người không, mấy hàng này có gấp đến thôi. Nên giờ có kèo mọi người chơi luôn. Nó thấy trong thám rồi nhưng mà không không thấy, không thấy ai xuất viện hết. Nhìn trong nhà thường nghi chắc, để nó trong thám mà không biết. Ai cũng báo lộn lính nghe, nghe nhau chả biết. Bên gai chuẩn bị qua nữa mà, chưa thấy đâu. Mấy bạn hạt này chưa có phải là K nên không 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 có đồ không mạnh luôn, không cảm đi. Xem giải trí thôi, nói chung là mọi người xem giải trí thôi. Ok. Rồi tới kèo 411. Mình ghi nó cáp. Rồi cáp. Bạn ra mày. Trời ơi. Cáp là anh ơi. Ôi trời ơi, đậu xanh. Chơi luôn mày. Không đồ không cao mọi người, đồ nó không cao. Mấy à, đồ đét thôi. Đấy, trời đất ơi, đi hết luôn toàn bay 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 40k ngon lành rồi, chép rồi đấy, anh tối này anh tối mình chép rồi đấy. Đó, good job rồi, good job anh trai đấy, chưa gì hết là lụm em 60k thánh và xa 40k đi tuần rồi đấy, nó đổi đồ này. Đồ nó cũng đẹp nha, nói chung là chắc ngon. Hạt này nếu mà đẹp. Quá cao luôn, 400m, 400m thanh xuân nói chung là tùy thôi. Không biết từ số lính không, từ số lính chắc luôn mà không biết được. Không hám là không biết đâu, nhưng mà quá lắm, tầm mấy hai mấy người. Ít hạt nào, nếu mà hạt nào 400m mà cao lực mà tới tầm không ngưỡng, ngưỡng tới 30m là không có. Có, ít. Ít thôi, nếu mà có hạt có thêm bột nhiều. Thấy thốn này, thấy thốn này. Thấy thốn rồi, không. Đây ok. 407. Rồi tới Amy. Trời 5 đã đi. Hiện tại đang khay không có trong guild. Với lại mấy hạt đang có khay nhưng mà đang ốp hết rồi. Đang trong giờ đi làm. Đang trong giờ làm, không có ai on hết. Có bị thương 400k. Nếu mà đi dead tầm này, xá tầm 600. Nhưng mà các bạn muốn dead được rally, để rally tốt nhất là lên mười sáu 600, 400 tới 600 là đét, mình lên hạt để mà đét rally nhé. Mình lên hạt đét rally mình lên mười sáu tầm 4 tới 600, ít ít nhất là 400 tại mình đét rally khả năng lên đường nhiều lắm. Còn tại vì kiểu như mình lên tầm 600 400 á là để trừ một số trang viên lại mình chen lính cho nó dễ thôi đó, nhưng mà nó còn chết. Bây giờ thánh đường gánh ok rồi, gọi ren được không ta, gọi khay lên đúng không, nên mình đang gọi khay lên lấy đồ. Ok chết thì kỳ đi, kỳ cũng một bộ kẹp một bộ là kiểu như để vào sao ta, ý nó là sao, nó đi giống bộ ấy, đi giống bộ, không có đón lính, khả năng đón ít lính. Đấy nhưng mà ngon rồi, ấy ok. On nhưng mà vẫn chơi, không có hay nhưng mà vẫn chơi tí. Tính sao? Một bộ này. Hạt này mình hết lính nữa, chơi 4 nó còn không có bao nhiêu. Mới gen đó mọi người, mới gen này. Mới gen bây giờ còn 143k game, không đủ. Vì mình không có đầu tư nhiều được cái này, cái thời gian nói chung là cày thì cày chay mà lên tới 4 nó ngán gần chết. Mình đập hết mình đập hết trong viên ngoài không còn cái nào hết, nên cái tốc độ mà huấn luyện của mình nó khá là chậm. 511k mà chỉ có tới 5 ngày mấy thôi, mình luyện tới 5 ngày mấy cho 111k tôi muốn. Ok thôi, góp lính kiểu này là kiểu mình muốn lên lại sợ kiểu bị rally. Chắc là làm clip này xong rồi thấy lỗi lính bên gai mà có khen thì chắc mình xin up kèo đổi hạt khác. Đã khá là khá kia ok hơn. Thì là mình đang lên mấy cái ạc lên từ 4.
O thì phải O nhưng mà chơi thì vẫn chơi. Tôi đang lên con tử thần, kiểu mọi người được bắn tử thần. Có tử thần bắn tay năm mới ngon chứ bắn mình tiểu bố này. Lâu lâu mới bắn được một phát thì mình phải lên mình kèo bắn tay năm. Đấy, cái chiến báo là 27 thì bên mình đi hết 22, nó tầm khoảng 400 500. 400 mấy 500 thì nó không nhiều, chắc là đủ bệnh sáng. Nó không quay. Nghĩa nó không qua, nó chữa lính gì là 410. Này 410, nãy nó 411 á mà. Nãy nó 411 á, bây giờ 410 đủ. Ok. Mọi miệng đang còn hãm. Mới xuất cả hãm làm cái sự kiện chơi hết mình. Rồi, mấy kèo về nữa. Mấy cái đạo đi về đấy. Đang thu nhập nè, trời ơi, đang để tích góp rồi hết để luyện cho anh lính. Chuẩn bị cho cái đợt 120% tăng tốc ấy. Mình chưa biết nó ra hay là không, mình chưa biết. Để mình thủ sẵn cuộc đời, thủ sẵn ra đôi. Thủ già khác cho phép mình. AGV Phúc Ca. AGV nhớ, nhớ. Kẹo căng vải. Kèo nó tối dạo này 5 ngày đi gà kèo, thức 1, 2 giờ, 3 giờ sáng vẫn không có kèo. Đi kèo gà kèo bên đá banh. Đi gà kèo mà mấy cái sự kiện đá banh, trời ơi khổ tôi luôn. Thật sự không có kèo. Nhìn nhìn nhau cười thôi, nhìn nhau cười thôi, thậm chí có ạ khóc thành tháng. Với là một số ạ trap solo mà mình không có kèo mà mình cuồng chiến luôn, vẫn không có kèo. Cuồng chiến trap solo vẫn cuồng chiến mà có làm cháy. Cuồng chiến cháy luôn. Đét 1M 1M lính, anh 1B. Trời má bay. Đậu xanh. Đậu xanh cậu bay. Đấy à, chơi đúng không? Chơi không? Hãm không? Không biết nữa, mình vẫn còn thảm nha. Mình còn khoảng 24 cái thảm rồi kìa. Mình còn 24 cái thảm, 25. Mới cày sự kiện đổi từ đổi quà tự do và học được 24 cái. Đấy. Chơi luôn, nói chung là làm gì có hạn, không có 24 cái nữa chứ. Mình nhớ không nhầm vậy thôi chứ đón đón nhớ coi coi 24 cái đúng rồi, 24 cái 25. Hỏi gì không? Cứ được chơi. Nó dưỡng tướng rồi nên khả năng nó muốn ghét nữa, nói chung là nó bay sang nó muốn ghét nữa. Hẹn không? Ok. 24 cái 25. Ok, bắn nè. Ok, rồi năm bắn là kêu chơi liền rồi. Đấy, ok, 51 phút phải. Trời ơi, chơi hết luôn, hết luôn, hết luôn. Hết mình đậu xanh, nó hao cổ phải luôn. Đấy, ok, trời ơi, trời. Đau luôn rồi. Thất bại nhưng mà vẫn có chiến báo ok. Đấy, 1M. Đấy, 1M3 má, mình xá 626. Phải. Chiến báo, nó thuộc hai mình lính. Nhưng mà nó ngon cũng được. Chủ yếu là vào mình. Còn 13M, nó chữa lính chắc còn 13M nữa là. Rồi thấy nó tụt may ít thấp quá ta. Vải, vải teo, vải teo. Tụt 3, còn 300, tụt, tụt 16M. Tụt 16M lực. Vải. Xong rồi. Toàn. Bên AG, cái gì? Bên gai hợp à. Về các cậu à. Để đi bộ lâu quá. Chút tăng tốc cũng vậy. Để về sớm. Đang không có khay mà kiểu không có khay, không chịu toàn hết 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 thảm. Cái còn 24 cái nữa. Nhưng mà thảm thua là thấy buồn, thua là khá là buồn. Nói chung các bạn xem giải trí thôi. Không có khay, hiện tại là ban không có khay, không on, không on. Không có on chịu. Càng phải. Tại vì bếp mấy ạc này kiểu không được hay. Nó 1M3 thánh đường là ngon, cũng được. Tục ma hơi thấp nha. Tục điểm nó là thứ hai nha. Thứ hai thì nó đi hết dần 3M4. Ôi trời, các bạn có thể là xem cái chi tiết lính của nó này. Bạn nào mà chưa lên ạc đếp Trali á, mà muốn lên xây chọn như nó này, các bạn có thể là xem tham khảo này. Đấy là nó lên đét xoay trọng mà. Nhưng mà kiểu như đi cái dàn T2 mà nó đâm đúng cái loại đó. Tại sao mà bên mình đâm kỵ mà nó vẫn để kỵ ta?
Phải vậy, nãy bên mình đâm kỵ đấy mà nó vẫn để trận kỵ nè. Nếu mà để trận cung là ngon lành thâm lưng của rừng rồi. Phải thanh niên. Nhưng mà nó đón bộ mà, được kỵ nó đón bộ. Chứ không, hồi nãy là không không cái này nó đổi trận không kịp, bảo đảm luôn. Tại game đang lát ấy, kiểu đây game đang lát. Hồi nãy là bên mình đâm 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 bộ. Cái phát ra đi đầu là đâm bộ rồi. Và nó đây trận kỵ. Và bây giờ đâm đâm, đâm kỵ nó không đổi trận kịp, cái này nó lắc rồi, nó lắc còn game đang lắc. Game mấy nay nó đang lắc. Các bạn thông cảm, kiểu game mà nó bình thường thôi, nhiều lúc lắc lắc bình thường. Các bạn có thể là tải app 1 4 số 1 về nha. Bật lên. Đó, ok. Ké cái này cái nữa không? Ké cái này nữa là xong rồi. Đấy. Tại vì bên bên gai có rally nè, có rally nó luôn ấy, bảo đảm luôn. Nhưng mà thôi có thảm nó có gì không được. Ké kèo xem câu câu thêm một cái view clip. Chứ up sớm quá cũng vậy, đâm hai cái là thấy xịt hơi buồn. Nhân viên đặt tên là nhân viên nhưng mà không giấu này đây bài à. Nó bay nữa rồi. Vậy là không 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 thấy được cái vị trí của nó bay nữa rồi. Bye 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 nữa khách em đây khách em bye bye. Tiếng xe đâu đây, đây đâu rồi, mình tập trung đây bốn mình bắn thảm của mình thôi rồi 400 m còn 400 m. Ok bay luôn rồi, gắt vậy, cháy rồi, cháy rồi, cái này cháy rồi, bảo đảm luôn đấy. Đã thực hiện thì đấy không rõ ràng phút ca thôi đã thực hiện trận áp đảo chiến báo 4 và 8, được 80 82 10 lực. Nãy của chiến báo mình 9 mấy, có nghĩa là nó biết cái này mình không đoán được chết nhiều đâu, biết chết cái gì đâu, chắc nó chết nhiều, nó đa phần là nó chết luôn, bảo đảm luôn, đa phần nó chết chứ không phải là bên bên gai chết đâu, không có chiến báo nhưng mà đoán đặt. Đây có tướng về, có tướng về là được rồi. Ok không biết chiến báo nhưng mà lực chiến tục là 82 m, nghĩa là mình nghĩ là thấp nhưng mà kiểu chắc là chết T2 thôi, cái dạng T2 là chết dạng T2 ở đây. Chỉ có cái nịch gì đâu, nó là test sai trận, mà sai trận thì các bạn không thể test liên tục được, kiểu nhiều 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 cái mình không thể test được, số lượng lớn nhiều mình test được nhưng không được chịu toàn test mà bay cái dạng, bay cái dạng T2 là còn khả năng mình test tiếp cái loại đó nữa khá là thấp. Thôi nhiều lần rồi chắc là nghỉ kèo rồi. Và clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chắc là mình sẽ làm thêm mấy cái game kia lại, lâu rồi mình không làm thì để kiểu làm giải trí thôi, các bạn xem giải trí mà. Mấy nay bị lắp kèo, kiểu lắp kèo quá buồn, buồn kèo. Đi ra kèo không ai đánh hết á, biết chán buồn quá kèo. Căng. Còn 373 đấy, tội nghiệp cậu chưa? Thấy chưa, nó gã kèo. Không cái này nó tưởng chết hay hai cái dàn cái hai lên không. Không lâu đâu mọi người, tại vì thánh đường gần như là gánh hết rồi, gánh hết rồi nên mình nghĩ là không không lâu. T2 kiểu thánh đường gánh là khoảng 70-80%. Gánh tầm 70-80% nhưng mà cái này lắp thánh đường. Trời ơi đồ khung đẹp, để quên cái đồ. Đồ khung đẹp phải, cái công khung rồi, công khung mình chắc chắc dàn kỹ đi rồi, cái dàn bộ. Bộ. Chắc là để bộ được. Ở kịp này mình nghĩ là đổi kịp anh xung em, tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.